tìm hiểu giùm tôi mối quan hệ của hai người này. Liệu cái thằng bé này có phải là con riêng của chồng tôi không? Chăm sự nhờ anh. Vô. Chị nghe nè, nói đi. Chị giúp giùm em một việc nha, gấp lắm rồi. Mẹ anh đó, nó làm cho em muốn khùng luôn đó chị ơi. Nói đi. Ủa chuyện gì vậy? Cái gì? Ủa? Có cô nữa hả? Tại sao đi đâu tôi cũng gặp cô vậy? Hả? Dạ. Người là ai đây? Dạ con. Hả? Con cái gì? Thì chủ nhà cho tụi tôi ở đây. Chủ nhà? Còn chị là ai vậy? Ồ, tôi là chị của mẹ chủ nhà. Được chưa? Có nghĩa là tôi lớn lịnh hơn chủ nhà nữa đó. Yêu cầu những người không có nhà bước ra khỏi nhà. Ở đây á, tụi tôi không có biết ai ngoài cô Mai Anh. Hả? Chừng nào cô Mai Anh chưa có lên tiếng á thì không ai có quyền đuổi tụi tôi đi đâu hết á. Ồ, bà lớn giọng lắm. Bà quá ngon ha. Bà nhìn lại bà đi, tướng bà bự con vậy nè, tại sao bà không đi tìm việc làm bà ăn, bà kêu cháu tôi nuôi bà thấy vậy có kỳ không hả? Hả? Những cái người như bà vậy nè. Những người như tụi tôi thì sao? Ồ, tôi không thích cãi lộn với bà nữa. Bây giờ tôi nói lại một lần nữa, người có nhà yêu cầu những người không có nhà bước ra khỏi nhà nhé. Chị cứ việc nói chuyện với Mai Anh. Chừng nào Mai Anh lên tiếng á thì tụi tôi sẽ đi. Được rồi, mọi người cứ ở đây mà chờ đi. Tôi sẽ cho mọi người biết tôi là ai. Yến, đi lên lầu dọn đồ đi con. Đi đi. Con biết đi đâu bây giờ? Về sớm thì... Con yên tâm đi, thế nào Mai Anh cũng tìm mình trở về đây thôi mà. Đi đi. Nhưng mà chị Mai Anh đâu biết mình đi đâu đâu mà tìm con. Khỏi nói nhiều nữa, đi lên dọn đồ đi con. Đi đi, lẹ lên. Anh à. Dạ. Nè nè, con có biết cái bà nãy là ai không? Dạ là dì ruột của chị Mai Anh đó cô. Thôi, đi lên lầu dọn đồ liền đi con. Đi đi. Nhanh đi. Đi. Thế giới này quá nhỏ bé rồi. Em đang trên đường đón cô Nhi với bé Yến nè. Em gọi được rồi. Vậy tốt rồi. Làm anh lo quá trời luôn á. Em sẽ tìm một chỗ ở phù hợp cho hai người. Chứ cô Nhi thì đau bệnh, bé Yến thì đang bị sốc tâm lý, nên em nghĩ là về sống cũ không có phù hợp đâu. Nhất là bé Yến, em muốn tách nó hẳn ra bên ngoài một thời gian cho nguôi ngoai hết mọi chuyện. Ok, anh chuyển đây trên đường tới nhà em nè. Ủa, sao lần này quan tâm sâu sắc quá vậy ta? Em nhớ đây đâu phải là tính cách của anh đâu. Ê cô nương, bộ trong mắt em anh tệ đến như vậy hả? Em không có nghĩ mà là do anh nói đó nha. Thôi vậy nha, chúc gặp. Mình đi con. Anh đến rồi hả? Anh không vô nhà hả? Em vô trước đi. Anh muốn nói chuyện với Yến. Mình đi con. Cô sẽ giúp Mai Anh một tay. Cô quen rất là nhiều bạn, nhiều bạn nhiệt tình lắm. Việc thiện nguyện ra làm sao á
Cần gì con cứ nói đi. Tụi cô tuy là không có tiền nhưng mà có sức. Con chỉ cần cô giúp con một chuyện, là từ giờ cô đừng tự ý bỏ đi nữa. Xóm này có gì mà thương đến thế? Chào mừng anh đến với xóm vô gia cư của tụi em. Con để cho ông con phải sống cực khổ như vậy. Cuộc mưu sinh giữa chốn phồn hoa chỉ mới bắt đầu. Mời khán giả đón xem Dưới Bóng Bình Yên lúc 19:30 trên kênh HTV7.